Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video kiểm tra rễ của những cây sen đá thuần chủng nha. Đây là những cây sen đá mà mình đã làm trong clip trước là cắt hết rễ và trồng lại từ đầu. Đấy, những cây này đã được gần 2 tháng rồi. Ở đây có những cây mà nó chuẩn bị ra hoa luôn nè. Đây có cây ruby đỏ nè, các bạn có thể thấy là chuẩn bị ra hoa ấy. Bên đây là cây ruby trắng, đây cái mầm hoa phía trong này. Còn có hai cây viền hồng như thế này thì nó đã ra hoa rồi. Đây có cây ngọc bích chuẩn bị ra hoa này. Bây giờ mình sẽ quay lại video trước một tí cho các bạn xem nha. Đây là những cây mình vừa cắt rễ nha các bạn. Giờ mình sẽ để những cây này ở chỗ thoáng mát và mình sẽ để khô khoảng 2-3 ngày gì đó rồi mình sẽ tiến hành đem đi trồng nha. Hôm nay mình sẽ tiến hành trồng lại những cây mà hôm trước mình đã cắt rễ nha. Đây, những cây hôm trước đã cắt rễ nè. Bây giờ vết cắt nó đã khô rồi thì mình có thể trồng được. Sau khi mình đặt cây lên thì mình sẽ để nơi có nắng nhẹ và giữ ẩm nha. Đây. Như trên này là tôn đã che bớt nắng rồi. Đấy. Tầm một tuần thì cây sẽ bắt đầu ra rễ mới. Và khoảng một tháng thì cây nó sẽ cứng rễ. Và lúc đó mình có thể để nắng mưa đều được nha. Lúc đó thì cây sẽ đã khỏe rồi. Một tháng là còn từ 1 tới 2 tháng. Bây giờ mình sẽ kiểm tra rễ cho các bạn xem nhé. Ở đây có hai cây. Đây là cây thạch ngọc Mỹ nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra rễ cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy rễ cây ra nè. Đây là những rễ mới nên là nó màu trắng hết nha các bạn. Đấy, các bạn thấy rễ trắng xung quanh. Đây là cây ruby đỏ lúc nãy nè. Rễ cây đã ra rất là nhiều đây. Các bạn có thể thấy rễ trắng mới non mới ra nè. Đấy, đối với cây này thì các bạn để phun nắng mưa thì nó sẽ lên màu rất là đẹp. Đây là nó lên màu chưa đỏ hết đấy. Mới đỏ một phần, ở phía vẫn còn xanh xanh nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha.